quan khác nhau chúng ta có thể ghi hình để có thể là tổ chức cuộc thi thành công tốt nhất. Tôi là Trần Thị Hoài Phương, năm nay tôi 20 tuổi, tôi đến từ thủ đô Hà Nội. Trong cuộc sống đôi khi ai cũng sẽ gặp những điều khó khăn. Đừng bao giờ nói lời bỏ cuộc nếu bạn vẫn muốn tiếp tục. Tôi là Nguyễn Thanh Thảo, năm nay tôi 21 tuổi, tôi đến từ tỉnh Phú Thọ. Trong cuộc sống, tôi luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, sống đẹp và sống hữu ích. Tôi là Phạm Thị Phương Thảo, 20 tuổi, tôi đến từ Bến Tre. Cơ hội chỉ đến với chúng ta một lần trong đời, hãy biết nắm bắt vì cuộc sống là không chờ đợi. Tôi là Đặng Thu Thảo, năm nay tôi 21 tuổi, hiện tại tôi đang sống ở Cần Thơ. Đối với tôi, cuộc sống này đều bao giờ ngừng hy vọng và yêu thương, vì vốn dĩ luôn có nhiều điều bất ngờ và kỳ tích. Tôi tên là Nguyễn Thu Thảo, năm nay tôi 20 tuổi. Đối với tôi, đôi chân dài không thể sải bước cùng năm tháng nếu không được điều khiển bởi một cái đầu thông minh. Tôi là Nguyễn Thị Minh Thu, năm nay tôi 22 tuổi, tôi đến từ Thừa Thiên Huế. Hãy mỉm cười và sẽ nhận lại được niềm nụ cười. Tôi tên Nguyễn Thị Thanh Thùy, năm nay tôi 21 tuổi, tôi đến từ Vĩnh Long. Đừng quên những nụ cười trong cuộc sống, nụ cười mang lại hạnh phúc cho chính bạn và những người xung quanh. Năm nay là một năm mà ban giám khảo sẽ tương đối khó khăn để chọn ra một hoa hậu, bởi vì vẻ đẹp cũng rất là đều. Chính đồng đều đấy, về hình thức này, rồi về trình độ. Các em vẫn giữ được cho mình một cái vẻ đẹp hết sức là hồn nhiên và trong sáng. Hải Vân, tôi đến từ tỉnh Gia Lai. Tôi là Nguyễn Thị Xuân Trang, tôi đến từ Đà Nẵng. Tôi rất tự hào khi được sinh sống và học tập tại thành phố Đà Nẵng, một thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Tôi là Nguyễn Thị Huyền Trang, tôi đến từ Hải Phòng. Phương châm sống của tôi hãy luôn là chính mình. Bản lĩnh và chắc chắn là các bạn sẽ gặt hái được những thành công.